Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà biệt thự 2 tầng đang được thi công thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngôi nhà biệt thự có phong cách tân cổ, pha lẫn hiện đại với diện tích theo chiều ngang là 9m, còn theo chiều sâu của ngôi nhà là 15m. Với công năng bên trong như sau, tầng 1 gồm có phòng khách rộng 27m, bếp ăn kết hợp với bàn bếp rộng 33m2, gara ô tô rộng 20m, phòng ngủ master rộng 20m2 và một nhà vệ sinh chung rộng 7m, phía sau là sân vườn. Ở tầng 2 thì gồm có 2 phòng ngủ, mỗi phòng rộng 20m2. Phòng thờ rộng 15m2 có ban công đi ra ở phía trước. Nhà vệ sinh và hệ thống giặt sân phơi khô ở phía sau công trình. Các bạn tỉnh Bình Phước có nhu cầu thiết kế và thi công nhà thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và thiết kế. Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà biệt thự 2 tầng đang được thi công thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngôi nhà biệt thự có phong cách tân cổ, pha lẫn hiện đại với diện tích theo chiều ngang là 9m, còn theo chiều sâu của ngôi nhà là 15m. Với công năng bên trong như sau, tầng 1 gồm có phòng khách rộng 27m, bếp ăn kết hợp với bàn bếp rộng 33m2, gara ô tô rộng 20m, phòng ngủ master rộng 20m2 và một nhà vệ sinh chung rộng 7m, phía sau là sân vườn. Ở tầng 2 thì gồm có 2 phòng ngủ, mỗi phòng rộng 20m2, phòng thờ rộng 15m2 có ban công đi ra ở phía trước. Nhà vệ sinh và hệ thống giặt sân phơi khô ở phía sau công trình. Các bạn tỉnh Bình Phước có nhu cầu thiết kế và thi công nhà thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và thiết kế.